Chào các em. À, lần đầu tiên các em gặp thầy đúng không? Trong năm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải viên bích khối 6 một cách chi tiết. Tức là các cái bài giải của thầy sẽ kèm theo hướng dẫn tại sao ra đáp án đó, chứ không có giống như những cái kênh khác chỉ copy đáp án từ nơi khác vào ha, mà không biết cách làm ở đâu ra. Đó, bây giờ thầy sẽ bắt đầu làm việc chung với các em cho tới cuối năm. Các anh chị 7, 8, 9 thì làm việc với thầy nhiều rồi, thì cũng biết thầy rồi. Riêng các em thầy dành một tí thời gian để giới thiệu. Bài thi số 1 ta cùng làm. Một bếp ăn lên lớp cấp 2 á, thì các em phải có cách làm nó khác ở tiểu học một chút các em nhé. Trên cấp 2 người ta có một cái môn học gọi là đại số, thì dùng những chữ cái để giúp giải toán, chứ không có giải theo kiểu số học như lớp 8, lớp 6. Ví dụ như bài số 1 nè. Một bếp ăn có 120 người. 120 người mà nhân cho 40 ngày. Giờ mỗi người ăn số gạo là x x ký đi. Đó, thì đây là tổng lượng gạo phải ăn là 120 nhân 40 nhân x. Gọi x là số gạo một người ăn. À, một người ăn. Một người ăn thôi các bạn nhé. Đó. Như vậy suy ra tổng số gạo ban đầu sẽ là 120 nhân 40 nhân x. Lúc sau các em để ý nè, là ăn hết một nửa, tức là lúc sau sẽ còn lại cái này mà chia đôi. À, chia đôi thì các em lấy 40 chia đôi hoặc là 120 chia đôi tùy các em, là lấy 40 chia đôi đi là còn 20 ngày ăn đó. Thì lúc này cái số người bây giờ nó thay đổi rồi, nó không còn là 120 nữa, mà nó sẽ là A người. À, số người lúc sau là A người ha. Đúng. Số người lúc sau là A người này, thì suy ra họ sẽ ăn được bao nhiêu. Như vậy họ sẽ ăn là A nhân cho 12 ngày. Đấy, còn 12 ngày thôi. Mà mỗi người vẫn ăn x ký, không? Thì là hết hết gạo. Như vậy chúng ta có cái số gạo lúc 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 sau còn lại đó là 120 nhân 20 nhân x này. Nó chính là bằng cái số gạo mà những cái người sau đã ăn. À, giờ các em so sánh hai bên cho thầy. Các em so sánh hai bên. Các bạn sẽ thấy là bên này có x, bên kia cũng có x. Như vậy là 120 nhân 20 bằng A nhân 12. Từ đây các bạn sẽ suy ra là A bằng 120 nhân 20 chia 12 là bằng 200. Hóa ra số người lúc sau là 200, 200 người. Còn số người lúc đầu là có 120 thôi. Như vậy là số người nhận thêm là 80 người. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 9, 8, 7, 6, 4. Suy nghĩ đi. Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con nam là 48, tuổi bố gấp 5 lần tuổi nam. Như vậy là tuổi bố 5 phần, tuổi nam là 1 phần, tổng số phần là 6 phần. Vậy mỗi phần là 48 chia 6 là 8 ha. 8 nhân 6 48. Như vậy nam đang 8 tuổi còn bố là 40. Bố là 40. Hiện nay đó, hỏi sau mấy năm nữa thì bố sẽ gấp 3 lần tuổi nam. Ừ. Thì như thầy vừa nói là hiện nay là nam là bao nhiêu, 8 là một đoạn thẳng, còn bố là 5 đoạn. Như vậy à, bố là 5 đoạn, 1 2 3 4 5, nam chỉ có một đoạn thôi đó. Tổng là 48. Bây giờ một số năm nữa sẽ diễn ra.
Nào, số 5 nữa diễn ra. Thì cái khúc trên này sẽ bằng khúc trên này. Thì khi đó là tuổi bố sẽ gấp 3 lần tuổi nam. Như vậy là cái khúc thêm khúc nữa. Thì dưới này sẽ thành 6 khúc. Không, 6 khúc. Nối thêm. Thì lúc đó ta sẽ có là 3 phần. Đây 1 phần. Vậy thôi. Thì các em dễ dàng nhận ra bằng đoạn thẳng là cái phần này nó cũng bằng 5 phần kia thôi. Như vậy là 8 năm nữa. À, 8 năm nữa. Không tin các em thử đi. 8 cộng 8 là bằng 16. Lúc đó nam 16 tuổi. Còn bố là 40 cộng 8 là bằng 48. Mà lấy 48 chia cho 16 thì đúng là bằng 3 phần luôn. À, 3 phần luôn. Như vậy sau 8 năm nữa. Vậy các em nhé. Tiếp tục. Bài này sẽ hơi khó. A chấm B chục C đơn vị thì để tách ra là bằng 100 nhân A. Các em vừa học lớp 6 qua cái bài này rồi. 10 nhân B, B chục là 10 nhân B cộng C đơn vị thì gấp 11 lần A cộng B cộng C. Lấy này nhân cho 11. Bởi vì cái số này là chia cho 11 thì bằng A cộng B cộng C mà. Như vậy A cộng B cộng C gấp 11 lên thì bằng A trăm B chục C đơn vị. À, rồi từ đây mình phá ra, mình tách ra. Nó sẽ bằng là 100 A cộng 10 B cộng C là bằng 11 A cộng cho 11 B và cộng cho 11 C. Rồi giờ mình làm cho hai bên cân bằng kìa. Bên này 100 A, bên này 11 A. Vậy bên này mất. Bên này chỉ còn lại là 89 A. Tiếp tục. Bên này 11 B, bên này 10 B. Vậy bên này mất. Bên kia còn 1 B. Bên này 1 C. Bên kia 11 C. Vậy bên này C mất. Bên kia còn 10 C. Vậy thôi. Đó. Thì 100 A thì tách ra mà. Rồi thì giãn lược hai bên ha. Giờ các em để ý cái B cộng 10 C này. Cao lắm là C bằng 9 và B bằng 9. Vì vậy là cái này cao lắm á, là 99 thôi. Chứ không bao giờ vượt quá được. Vậy A này không thể bằng 2 được. Nếu A bằng 2 thì 2 nhân 89 là nó vượt 99 liền. Vậy bắt buộc A phải bằng 1. A phải bằng 1 thì mới được. À, chữ số ABC thì cao lắm là BC bằng 9 với 9 thôi. Vậy A bằng 1. A bằng 1 thì bên trái là 89 nhân 1 là 89. Vậy bắt buộc C là phải bằng bằng 8 và B bằng 9 thì nó mới khớp được. Đó. Đúng không? Vậy tóm lại là A bằng 1, B bằng 9 và C bằng 8. 198. Câu số 5. Cho một số tự nhiên. Cho một số tự nhiên và một số thập phân. Số tự nhiên là A đây. Và một số thập phân. Như vậy số thập phân đó là cái đuôi nó, cái phần thập phân của nó là phải là 11. Không. Số tự nhiên A cộng số thập phân là B phải 11 là bằng 2032 phải 11. Đó. Bỏ dấu phẩy thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4023, tức là A cộng cho B phải 11, nhưng mà lần này bỏ dấu thập phân đi. Đó. Tức là B phải 11 được nhân cho 100 thì nó mới mất số thập phân, thì sẽ bằng 2032, à đâu có, bằng 4023. 4023. Đó, ý là vậy đó các em. Giờ tìm số thập phân thì cũng dễ thôi. Như vậy cái số thập phân đó đã được tăng lên 100 lần. Số thập phân tăng lên 100 lần rồi cộng, vẫn cộng với A ha. Như vậy là số thập phân lúc đầu là 1 phần, bây giờ là thành 100 phần. Như vậy thì giờ thầy trở lại, thầy tách ra một phần B phải 11
rồi cộng cho 99 lần như vậy, 99 nhân cho p phải 11 không? Đó thì nó sẽ bằng 4023. Em ngẫm nghĩ đi, 100 lần số thập phân này cộng với a thì thầy sẽ tách ra thành 99 lần số thập phân đó cộng một lần số thập phân đó rồi cộng với a thì nó bằng 4023. Mà riêng cái này á thì nó bằng 2032,11 rồi. Như vậy mình có 2032,11 cộng cho 99 lần cái số thập phân. À, cộng cho 99 lần cái số thập phân B phải 11 á, B bao nhiêu thầy không biết. Bằng 4023. Vậy từ đây thầy sẽ suy ra là 99 lần cái số thập phân này, nó sẽ bằng là 4023. 4023 trừ cho 2032,11. Đó là bằng 1990,89. Từ đó các em suy ra cái số thập phân thôi. Cái số thập phân là B phải 11 sẽ bằng là 1990,89 chia cho 99. Đó, vậy nó sẽ ra là 20,11 kia. Nhá. 20,11. Lấy cái số này chia cho cái này thôi. Và cái đuôi nó đúng 11,11 luôn kìa. 20,11. Tiếp tục. Câu số 6. Diện tích hình tròn thì ở lớp tiểu học các em biết rồi, nó sẽ bằng 3,14 nhân bán kính rồi nhân cho bán kính này. Bán kính là R. Bây giờ cái diện tích mới nè. Diện tích mới sẽ bằng 3,14 nhân cho bán kính mới à. Rồi nhân cho bán kính mới nữa. Mà bán kính mới thì lại bằng bị giảm đi 20% so với bán kính cũ. Tức là chỉ còn 4 phần 5. 20% á là 1 phần 5. Như vậy là bán kính mới chỉ còn 4 phần 5 của R bán kính cũ. Như vậy là thêm 4 phần 5 R này. Đó. Bán kính mới nè, nhân bán kính mới nè, nhân 3,14. Thì tới đây là 4 nhân 4 là 16, ở dưới là 25. Nhân cho 3,14 nhân cho R nhân cho R. Thì cần để ý là nó sẽ bằng 16 nhân 25. Còn này chính là S cũ nè, không, diện tích cũ nè. Tóm lại là diện tích mới là bằng 16 phần 25 diện tích cũ thôi. Tức là bị giảm bao nhiêu? Bị giảm đi là 16 mà còn 25 mà còn có 16. Như vậy là giảm đi 9 lần. 9 phần 25. Mà 9 phần 25 đó là nó ứng với 113,04 cm vuông. Đúng không? Vậy suy ra diện tích ban đầu sẽ bằng gì? Thì 9 phần 25, 9 phần bị giảm là 113,04. Vậy mình lấy 113,04 chia cho 9. Rồi mình nhân cho 25 cái ban đầu. Như vậy diện tích ban đầu sẽ là 314 không? Tức là bằng 113,04 nè. Các em đem chia cho 9 là được một phần không? Một phần rồi các em đem nhân cho 25 là nó ra cái đáp án đó. Nó ra cái đáp án đó các em. Suy ngẫm đi, không có nhiều thời gian để giải thích đâu. 314. Còn dưới này các bạn sẽ thấy là gì? A'BC bằng 10 chia cho A cộng B cộng C. Rồi bài này ta làm nhanh chóng như sau là lẹ nhất nè. Các em lấy A'BC nhân cho cái tổng của A cộng B cộng C là nó sẽ bằng 10 đúng không? Rồi sau đó thì nhân hai phe cho 100 nữa. Thì bên kia cũng phải nhân 100 thì nó mới cân bằng. Rồi A'BC mà nhân với 100 á thì nó sẽ chết hai số thập phân đi. Nó còn lại là A trăm B chục C đơn vị. Rồi nhân cho A cộng B cộng C thì bằng bên kia là bằng 1000. Đúng không? Vậy từ đây các em suy ra cái số ABC á là số 1000 phải chia hết cho cái số đó.
để chia hết cho ABC, ba chữ số. Như vậy các em suy ra là ABC có khả năng là 500 này, cũng có thể là 125 này, cũng có thể là 250 này. Vậy thôi. Thì các em thử đi. Các em lấy ba tình huống này các em thử thì nó sẽ ra 125 là đúng. Tại vì 1,25 mới bằng 10 chia cho 1 cộng 2 cộng 5 cộng mấy số kia thử lại thì không được. Như vậy cái số đó chính là 1,25. Tiếp tục. Cái bài toán 8 này á thì chính là bài toán tổng tỷ các em nhé. Em xem lại bài toán tổng tỷ ở tiểu học từ giải ra. Nó sẽ bằng 82,2. Câu số 9. Cái bài số 9 nếu các em giải đúng nó sẽ là tăng 32%. Giờ thời gian nó hết rồi. Cho nên thầy cho đáp án luôn. Rồi cuối cái video này thầy sẽ giảng kỹ. Tiếp theo thầy sẽ giảng kỹ sau khi thầy nộp bài nha. Còn câu số 10 thì câu số 10 là đoạn thẳng OI này là bằng 6 cm. Lấy H sao cho HI bằng 2/3 OI, vậy chia OI thành 3 phần, HI chiếm 2 phần còn OI chiếm 3 phần. Như vậy là lúc đó đoạn OH sẽ bằng 2 cm. À, cái vẽ hình ra các em thấy đúng không? OH bằng 2 còn HI bằng 4 ha. Như vậy là thầy sẽ nợ các em câu 8, câu 9. Thầy sẽ giải ngay bây giờ luôn. Thầy copy cái đề ra đã. À, câu 7, câu 8, câu 9 luôn. Mấy câu kia thầy giảng kỹ rồi. Đập. Rồi, số điểm tối đa. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh cái tạm thoát đi ha. Tạm thoát. Để thầy hướng dẫn nhanh cái bài hai cái câu vừa rồi còn nợ. Đây. Cóp lại cái đề. Câu số 7 thì thầy đang giảng trên này thì các em tự hiểu đúng không? Số 3 chữ số thì khỏi giảng nữa. Thì lúc các em thử lại các em sẽ thấy là 5,00 thì không thể nào bằng 10 chia cho 5 cộng 0 cộng 0. Rồi 2,50 thì không thể nào bằng 10 chia cho 2 cộng 5 cộng 0 được. Chỉ có 125 là thỏa thôi. Đó. Còn câu số 8. Câu số 8 thì cho 3 số có tổng rồi. Số thứ nhất đem nhân thứ 3, số thứ nhất đem nhân 3, số thứ hai đem nhân với 4, số thứ ba nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Đó. Số thứ nhất thì gọi là A, số thứ hai thì gọi là B, số thứ ba thì gọi là C. Số thứ nhất nhân 3 tức là 3 nhân A bằng 4 nhân B và bằng 5 nhân với 5 nhân C. 3 kết quả này bằng nhau. Đó. Như vậy là số thứ nhất thầy chia thành chia số phần giải theo tiểu học đi ha. Như vậy là 3 lần số thứ nhất thì bằng 4 lần số thứ hai và bằng 5 lần số thứ ba. Vậy thầy coi số thứ nhất là 20 phần đi. Số thứ hai là 15 phần. Số thứ 3 thì coi là 12 phần. Thì lập tức là ba cái này bằng nhau liền. Đúng không? Và cái phần này nó là một phần mà thôi. Đó. 3 nhân 20 là 60 phần. 4 nhân 15 cũng 60 phần. Và 12 nhân 5 cũng 60 phần. Như vậy lúc đó là các cái phần này đều nhau hết. Trong đó A chiếm 20 phần, B chiếm 15 phần và C chiếm 12 phần. Vậy lúc đó A cộng B cộng C sẽ bằng là 47 phần. Đúng không? 47 phần này là ứng với bao nhiêu? Ứng với 321,95.
Như vậy suy ra một phần là 321,95, suy ra một phần lúc đó nó sẽ bằng là 321,95 chia cho 47 là bằng 6,85. Đó, 6,85. Như vậy số thứ ba, số C sẽ bằng 6,85 mà đem nhân cho 12 phần. Nào, đem nhân thử coi. Bằng 82,2 thôi. Đúng cái đáp án hồi nãy. Bạn nghe. Vấn đề là cái số 20 này các em không biết ở đâu ra đúng không? Các em lấy 3 nhân 4 nhân 5 nè. Đó là 60, 60 rồi chia 3, 60 chia 4, 60 chia 5 là ra 12, 15, 20 thôi. Câu số 9. Giá thực phẩm tháng 3 tăng thêm 20% so với tháng thứ 2. Bây giờ tháng 2 á là giá thực phẩm thì gọi là A đồng đi. Thì tháng 3 á tăng, tức là tăng thêm 20% là 1/5. Vậy tháng 3 sẽ là 6/5 A. Tháng 4 thì tăng thêm, tháng 4 tăng thêm 10%, tức là 1/10 à, 1/10 so với tháng thứ 3, tức là nó sẽ thành 11/10 của 6/5 A. Đây là cái tháng thứ 3 nè, chia làm 10 phần rồi lấy thêm phần nữa là thành 11 phần. Đó là tháng 4. Hỏi giá thực phẩm tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với tháng 2. Giờ thầy lấy cái này thì so với cái trên này. Đó. Giờ thầy tính ra là 11 x 6 là bằng 66 nhân 2 phân số thôi, 50A. Rồi rút gọn cái à, nhân cả tử và mẫu cho 2 đi. 66 x 2 là bao nhiêu? Là bằng 132. 50 x 2 là 100. A. Thì A là tháng 2. A là tháng 2. Mà tháng 4 là bằng 132% của cái tháng 2 này. Như vậy rõ ràng nó tăng 32% gì nữa. Đúng không? Thì chỗ này là 32 là đúng rồi. Em nắm được vấn đề chưa? Rồi ha. Ok. Này là 82,2. Xong. Bây giờ thầy vào thi lại cái vòng thi số 1, bài thi số 2. Đó, phải giảng cho các em hiểu chứ. Còn copy đáp án từ những cái trang web khác tới thì các em không được cái gì hết. Rồi, bài thi tiếp theo là đi tìm kho báu. Lớp 8A có một số học sinh. Biết số học sinh nữ bằng 2 phần, số học sinh nam bằng 3 phần. Như vậy là cả lớp là 5 phần, đúng không? Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm cả lớp? Vậy là 3/5. 3/5 thì nó sẽ bằng bao nhiêu phần trăm? Thì các em nhân cả tử và mẫu cho 20, 60% ha. 60%. Tìm một phân số có tử bằng 57, mẫu bằng 95. Tìm một phân số bằng phân số đó. Giờ 57 phần 95 tối giản chưa nhỉ? Chưa, nó bằng 3/5 kìa. Tử 3 phần, mẫu 5 phần. Và có mẫu số hơn tử số 42 đơn vị. Và đây là bài toán tổng tỉ nè. Tử 3 phần, mẫu 5 phần. Vậy chênh nhau 2 phần là 42 đơn vị. Mẫu hơn tử 2 phần mà đó là 42. Vậy 1 phần là 21 đơn vị.
suy ra một phần là bằng 21, tử sẽ bằng 3 phần nhân cho 21 là 63, còn mẫu là 5 phần. Thì các em lấy 21 nhân 5 là bằng 105. Vậy thôi. Vậy là 63 phần 105 là nó bằng, cũng bằng 57 phần 95 đó. Nhưng mà 105 mà trừ 63 thì nó bằng, nó hơn nhau 42, đúng không? Vậy phân số đó là 63 phần 105. Rồi. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chỉ số khác nhau mà các chỉ số đều chẵn. Đây là bài toán lựa chọn. Trong các em nên tham gia các khóa học giải toán trên mạng của thầy. Các em vào trang web buongnguyenluận.com nè. Đó. Thì sẽ có hướng dẫn đăng ký học toán và giải toán trên mạng ở trong này. Hoặc là các em vào kênh YouTube của thầy ha. Vào kênh YouTube của thầy Luận. Các em vào YouTube, các em gõ VO Limbic Toán là nó ra cái kênh của thầy liền. Có gần 7.000 người đăng ký. Hoặc là các em gõ Bùi Nguyên Luận cũng được là nó ra cái kênh của thầy. Thì vào trang web của thầy để... À. Đây, đó. Các em muốn đăng ký học giải toán trên mạng thì em nhấp vô chữ V nè. Đó, là nó ra cái trang web hướng dẫn đăng ký học giải toán trên mạng. Đăng ký là có liền cho em nhé. Các khóa học thầy nêu rất kỹ cách cách nạp phí để đăng ký học. Học phí thì cũng nhẹ nhàng thôi ha. Còn các em muốn học toán thì các em nhấp vào đây. Chữ T là học toán, học thêm toán trên lớp. Còn chữ V là học giải toán trên mạng. Học toán là mình sẽ học song song với cái chương trình trên lớp để đạt điểm số cao trên lớp và tham gia các đội tuyển học sinh giỏi. Hồi hè thầy dạy một khóa rồi nè. Còn vô năm sắp tới thầy mới mở. Các em cứ theo dõi nha. Còn nhấp vô đây thì để dẫn tới cái trang web hồi nãy đó. Trang web này đó. Có thông báo gì thì nó lên đây hết các em nhé. Vào đây để xem thầy mở khóa học thì đăng ký ha. Rồi các em nên đăng ký khóa học V61 đi để làm các cái bài toán tốt hơn. Bây giờ thì trở lại bài toán lựa chọn ở trong khóa học V61. Ba chỉ số khác nhau là trăm, chục và đơn vị. Hàng đơn vị có mấy cách chọn. Số chẵn thì mình sẽ chọn là 0, 2, 4, 6, 8, đúng không? Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chỉ số khác nhau mà các chỉ số đều chẵn. Các chỉ số chẵn là 0 nè, 2 nè, 4, 6, 8. Giả sử hàng đơn vị là 0, bắt buộc là 0 đi. Thầy cho hàng đơn vị là 0. Thì lúc đó là hàng chục chỉ còn mấy cách chọn. Nếu hàng đơn vị là 0 thì tức là có một cách chọn ha. Thì lúc đó là hàng chục sẽ còn 4 cách chọn. Hàng đơn vị thì còn 3 cách chọn. Như vậy là có tất cả là 4 x 3 x 1 hay là 1 x 4 x 3 là bằng 12 số. Có đuôi bằng 0. Có đuôi bằng 0. Cái này các em phải tham gia cái khóa học về số 1 thì mới ra các em mới hiểu được. Còn em nào có bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 thì cũng sẽ hiểu được. Như vậy là đuôi bằng 0 nè. Rồi bây giờ thầy chọn cái đầu. Bây giờ cái hàng chục á là không có được bằng 0 thì sẽ có 4 cách chọn. Hàng đơn vị lúc đó sẽ còn lại là chọn được số 0 luôn. Là 4 cách chọn. Và hàng
Hàng đơn à, hàng này là hàng trăm chứ nhỉ. À, thầy giảng lại chỗ này một chút cho các em dễ hiểu nè. Như vậy là nếu thầy ép cái đuôi bằng không á thì sẽ có 12 số có 3 chữ số đều chẵn mà cái đuôi chắc chắn bằng không. Bây giờ thầy sẽ coi thử có bao nhiêu số mà cái đuôi nó không phải bằng không mà 3 chữ số đều chẵn khác khác nhau. Thì lúc đó là thầy chọn cái đơn vị trước. Đơn vị không có được chọn không nữa. Thì còn 2 4 6 8 để mà chọn. Như vậy ta có 4 cách. Không, 4 cách. Sau đó thầy chọn hàng trăm. Hàng trăm này thì hàng đơn vị nó chọn một số rồi, trong đó không có số 0 nha. Thì hàng trăm cũng còn lại 4 số mà trong đó có cả số 0. Nhưng mà mình không được chọn số 0 đứng đầu tiên hàng trăm mà. Vậy chỉ còn 3 cách. Lúc đó là ở giữa là hàng chục thì có quyền chọn số 0. Như vậy là còn 3 cách. 3 cách chọn. Đó. Như vậy là suy ra là có tất cả là 4 nhân 3 nhân 3 là bằng 36 số. 36 số có 3 chữ số đều chẵn mà đuôi không phải là 0. Rồi cộng với 12 số trên này nữa, như vậy có tất cả là 48 số có 3 chữ số đều chẵn mà 3 chữ số khác nhau. Vậy đáp án là 48 các em nhé. Ừ. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3 phần 7. Có bao nhiêu phân số bằng số 3 phần 7 mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số 3 phần 7. Bây giờ tử tử có 2 chữ số thì là bắt đầu từ 12. 3 nhân 4, 3 nhân 4 là 12 nè. Chứ 3 nhân 3 là 9 nè. Ở dưới cũng nhân 4. 3 x 4 12, 7 x 4 là 28 à. Đó. 12 phần 28. Rồi nhân 4 thì nhân 5. 3 x 5 15. 7 x 5 35. Cứ như vậy. 3 x 6. 3 x 6 là bao nhiêu nhỉ? 3 x 6 là 18. 7 x 6 42. Cứ như vậy. Một ngày đẹp trời thì ở dưới là 7 x 10 là vẫn là 70 đúng không? 7 x 15 được coi. 7 x 15 thì nó vọt rồi. Nó có là thành 105 thành 3 chữ số. Giờ 7 x 14 là thành 98. Vậy trên này cũng nhân 14 thôi. 3 nhân cho 14. 3 nhân 14 là bằng 42. Tóm lại chỗ này là chỉ được nhân với lại 3 a nhân với 4. Chỗ này nhân 5. Nhân cả tử và mẫu á. Cho đến một ngày đẹp trời là nhân với 14 thôi. 4 5 6 vân 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 cho tới 10 14. Không? Thì tử và mẫu mới là được hai chữ số chứ không là nó ít hơn hoặc là nhiều hơn liền. 14 trừ 4 là 10 cộng 1 là 11. Lấy cuối trừ đầu cộng 1 thôi, dãy số cách đều ra. Vậy nha. Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa đi hai chữ số tận cùng của nó. Một số tự nhiên là A nè. A xóa đi hai chữ số tận cùng. Như vậy là nó sẽ bị giảm đi đúng không? Một số tự nhiên A. Cái này ta giải kiểu tiểu học cũng được các em nha. Cái số này vì xóa hai chữ số tận cùng, tức là cái số A đó sẽ bị giảm 100 lần. Bị giảm 100 lần. Để thầy gõ tiếng Việt cho các em dễ hiểu. A sẽ bị giảm 100 lần. Và cái phần số đơn vị và số đơn vị đó ha. Như vậy là thành hơn kém nhau 99 phần đó.
Vậy mình lấy 2444 mình chia cho 99 thì coi được mấy dư mấy. 2444 chia cho 99 thì được 24, chứ 68 bằng 24, dư 68 nha. 24 nhân lại 99 cộng 68 đúng 244 luôn. Như vậy là suy ra cái số đó sẽ là 24 nhân cho 100 cộng cho 68 thì sẽ bằng 24668, vậy thôi. Còn một cách giải nữa các em nè, đó là mình giải theo kiểu chung cơ sở. Cái số là ABCD, xóa đi cái số CD thì nó còn lại số AB, thì nó sẽ bằng là 2444, không lùm tách ra thôi, nó sẽ bằng là số AB nhân cho 100 cộng cho CD rồi trừ cho số AB, đó bằng 2444, không 100 lần cái số AB trừ một lần số AB là còn 99 lần cái số AB rồi cộng cho CD thì bằng 2444. Thì mình đem 2444 mình chia cho 99 đó, thì nó ra 99 nè, nhân cho 24 nè, rồi cộng cho 68, rồi mình đồng nhất thôi. AB chính là 24 và CD chính là 68, mình thử lại mình thấy khớp nữa là xong. Vậy nhá. Còn mấy cái ô này nữa hả? Mấy cái ô đó các em tự giải nhé. Rồi như vậy ta đã hoàn thành bài thi số 2. Bài thi số 3, bức tranh bí ẩn này chắc dễ. 22,009, câu hỏi 2 là nhân vô là bằng 0,2009. Cái này dễ quá nè, 10,5. Hai số phân là thành 9. Bảy sáu phẩy 85 thì dễ quá, 45. Hai cái vòng kia thì quá dễ, quá khó. Câu 7, 1,075. 14/10 thì các em lấy 120 chia 10 nhân 14 thôi, và 168 này thì bấm máy bình thường thôi, 14,86 mình nhân cho 489,2, 7269,52. Vậy không thể là cái này khỏi cùng nhân nữa. Vậy các em nhé. Đó, lần đầu tiên các em gặp thầy chúng ta làm việc ngắn gọn vậy thôi ha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở cái bài thi tiếp theo. Các em nhớ theo dõi cái trang web của thầy, nghiên cứu, rồi theo dõi những cái bài giải của năm trước các em nhé. Đây nè, năm này nè, năm 2016-2017 thầy giải rất nhiều trong đây, rất nhiều bài giá trị ha. Rồi, tạm biệt các em.